là doanh nghiệp vân vân cần có đời sống tâm linh. Đặc biệt ở Việt Nam thì những người làm chính trị, người lãnh đạo đều là đảng viên Đảng Cộng sản cả. Những người doanh nghiệp, doanh nhân hiện nay là gọi là doanh nghiệp quốc doanh ấy, chủ giám đốc ấy, thì cũng đều là đảng viên cả. Thế giờ thầy nói rằng cần có đời sống tâm linh thì những người đó người ta bảo rằng thế thì mà bảo tôi theo chủ nghĩa cộng sản duy vật, thế bảo tôi như thế này là tôi lại theo duy tâm à? Thì như vậy trả lời làm sao ạ? Tôi muốn hỏi thêm thầy, như vậy thì hiểu cái vấn đề tâm linh như thế nào, nên hiểu như thế nào? Vâng. Nếu mà nhà trí thức của chúng ta sau khi mua cuốn Phép Lạ của Sự Tỉnh Thức và có duyên gặp tác giả ngay nửa giờ đồng hồ sau, tâm linh này không tâm linh thì mình chưa nói, nhưng mà ít nhất là có duyên. Có cái duyên, tức là có những cái điều kiện thuận lợi. Mà khi mà có duyên một cái thì cái gì nó cũng được hết á. Tôi xin nói tới cái chuyện tâm và vật. Tôi thấy các Marx có một đời sống tâm linh rất là sâu sắc. Và không có lý do gì mà những người Marxist không có cái đời sống tâm linh sâu sắc của mình. Chúng tôi đã được từ hồi còn ấu thơ học hỏi về cái quan niệm về sắc và về tâm. Ở trong Đạo Phật nó có cái danh từ Nama Rupa. Nama là về tâm, mà Rupa là về sắc. Nó tương đương với cái tâm và vật. Nhưng mà Nama Rupa được kết chung lại thành ra một cái danh từ. Và theo cái kinh nghiệm của chúng tôi, tâm và vật không phải là hai cái thực thể riêng biệt. Tâm và vật là cùng một thực thể, có khi nó biểu hiện ra như là tâm và có khi nó biểu hiện ra như là vật. Nếu quý vị có nghiên cứu về vật lý nguyên tử thì quý vị cũng có biết cái câu chuyện là người ta đặt ra vấn đề là cái chất điểm căn bản, tức là cái particule elementaire, tiếng Việt là chất điểm, nó là một cái hạt hay là một cái đợt sóng. Tại vì khi các nhà nghiên cứu cái chất điểm thì họ rất lấy làm ngạc nhiên, tại vì cùng một cái chất điểm đó mà có khi nó biểu hiện ra như là một cái hạt, mà có khi nó biểu hiện ra như là một cái làn sóng, một cái particle hay là một cái onde, tiếng Anh là particle hay là wave. Thì thường thường nếu là hạt thì chỉ là hạt thôi, chứ tại sao là sóng được? Sóng là cái khác, hạt là cái khác. Anh chỉ có thể là hạt hay là sóng thôi. Nhưng mà khi mà người ta nghiên cứu cái chất điểm đó, người ta thấy rất rõ ràng rằng cùng một cái thực tại đó mà có khi nó biểu hiện ra như là hạt, có khi nó biểu hiện ra như là sóng. Và vì vậy cho nên các nhà khoa học đã đồng tình đặt ra cho nó một cái tên gọi chung là hạt sóng. Cái đó là hạt sóng. Nó vừa là hạt, nó vừa là sóng. Tiếng Anh gọi là wavico. Wave và particle gặp nhau thành là wavico. Tiếng Pháp là onicule. Particule với cái ông đó, onicule. Thì cũng như cái từ nan marupa trong Đạo Phật. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta quán chiếu thì chúng ta sẽ vượt thắng được cái quan niệm lưỡng nguyên giữa tâm và vật. Và chúng ta sẽ thấy rằng vật là sự tiếp nối của tâm và tâm là sự tiếp nối của vật. Ở trong cái y khoa hiện đại cũng vậy. Và chúng ta biết rằng những cái gì nó xảy ra cho thân thể nó cũng xảy ra cho tâm hồn. Và những cái gì nó xảy ra tâm hồn nó cũng có ảnh hưởng xảy ra cho thân thể. Và vì vậy cho nên cái quan niệm là psychosoma, psycho là tâm, soma là thân, nó liên kết với nhau. Và cái thực thể của chúng ta trong Đạo Phật gọi là ngũ uẩn, the five aggregate, nó là thân tâm, nó là một cái hợp thể
và nói nó là thân, nói nó là vật đó, cũng không đúng, mà nói nó là tâm cũng không đúng. Những cái gen của chúng ta mang trong từng tế bào cơ thể, quý vị nói nó là thân hay là tâm, tất cả những cái tập quán, những cái kinh nghiệm, những cái hạnh phúc, những cái tự giác của ông cha chúng ta, nó nằm trong những cái gen đó. Vậy thì những cái gen đó quý vị nói là vật hay là tâm? Chỉ có một cách thôi, nó cũng phải vật, nó không phải là tâm, nó là cái thực tại. Mà có khi chúng ta gọi nó là vật, có khi chúng ta gọi nó là tâm. Thành ra tôi thấy trong cái ánh sáng của khoa học hiện đại, cái quan niệm lưỡng nguyên và giữa tâm với vật đó, nó quê rồi. Và vì vậy cho nên cái cuộc đàm luận giữa vật và tâm chúng ta phải chấm dứt. Nếu không thì chúng ta còn mất thì giờ, còn mất nước bọt, tốn nước bọt nhiều lắm. Và vì vậy cho nên nói tôi là duy vật, anh là duy tâm, cái đó nó không có nghĩa nữa, nó rất là mất thì giờ. Tại vì tâm và vật là cùng một thực tại. Có khi mình nhìn thì mình thấy nó như là tâm, có khi mình nhìn thì mình thấy nó thở như là vật. Và vì vậy cho nên cái quan niệm lưỡng nguyên về tâm và vật chúng ta phải vượt thắng thì chúng ta mới đi xa được. Mà tôi thấy rằng đời sống tâm linh, đời sống đạo đức là cái gì? Khi mình biết sử dụng ái ngữ, khi mình biết sử dụng lắng nghe, thì mình làm cho cái người hôn phối của mình có cơ hội nói ra được những cái nỗi khổ niềm đau của mình, của họ. Và người đó thấy nhẹ nhàng. Và dùng cái phương pháp lắng nghe và ái ngữ đó, mình thiết lập được truyền thông với cái người bạn hôn phối của mình. Và mình đem lại cái sự tha thứ, cái sự hòa giải, cái hạnh phúc. Cái đó đâu phải là duy tâm hay là duy vật. Cái đó là sự thực tập thường thôi. Mà nếu ông là một nhà chính trị, nhà giả duyên thương mà không biết sử dụng ái ngữ và lắng nghe thì ông đâu có thể thành công được trong cái sự nghiệp chính trị hay là thương mại của ông. Và nếu ông không truyền thông được với con trai của ông, con gái của ông thì trong gia đình ông có những cái sự đổ nát, có những cái sự lộn xộn, có những cái đau khổ. Và cái đau khổ đó nó đè nặng trong cái lòng của ông, làm sao ông làm cái trách vụ của nhà lãnh đạo một cách dễ dàng được. Cho nên nhà lãnh đạo chính trị bắt buộc phải là một người có tu tập, có đạo đức. Nếu không có đạo đức, không có tu tập thì cái khổ đau ở trong gia đình, ở trong nội tâm sẽ làm cho người đó không thành công được trong cái sự nghiệp của mình, trong sứ mạng của mình. Và đây không phải là vấn đề tâm vật, vấn đề mỗi người trong chúng ta đều phải có một cái chiều hướng tâm linh trong sự sống, chắc chắn là như vậy. Tâm linh trong sự sống của chúng ta, nếu chúng ta không muốn chìm đắm trong đau khổ, có một chiều hướng tâm linh và đạo đức thì chúng ta sẽ có hạnh phúc nhiều hơn, và chúng ta sẽ tạo dựng hạnh phúc cho những người cùng sống trong gia đình. Và cái điều đó là cái bàn đạp cho chúng ta thành công trong cái sự nghiệp chính trị hay là văn hóa hay là doanh nghiệp. Và vì vậy cho nên mỗi người trong chúng ta đều phải có một cái nếp sống đạo đức, một nếp sống văn hóa. Thì tôi có nói rõ ràng là chính ngay trong tôn giáo cũng phải có đạo đức. Tại vì có thể có những nhà tôn giáo họ lợi dụng cho cái quyền hành, cái địa vị của họ, và như vậy thiếu đạo đức. Có những cái tổ chức tôn giáo họ sử dụng những cái biện pháp không có vương đạo để phát triển cái cơ sở của họ. Như vậy là tôn giáo không có đạo đức. Mà tôn giáo không có đạo đức thì tôn giáo phá sản. Chính trị cũng vậy. Nếu chính trị không có đạo đức thì chính trị phá sản. Quý vị biết rõ hơn ai hết. Và vì vậy cho nên trong đời sống của các nhà chính trị không thể nào không có chiều hướng đạo đức. Chúng ta đã từng dùng danh từ đạo đức cách mạng, phải không? Thì tại sao mà chúng ta không có dùng danh từ đạo đức trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, khi chúng ta ăn, khi chúng ta mặc, khi chúng ta tiêu thụ, khi chúng ta mua chác, khi chúng ta đối xử với vợ con, với bạn bè, thì phải có đạo đức mới được. Đó đâu phải là duy tâm hay duy vật gì đâu. Cái đó là sự sống bình thường mà thôi. À, chúng ơi.